Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái chuyên đề mới trong cái nội dung khảo sát hàm số, đó là vấn đề về tiệm cận của đồ thị hàm số. Thế thì trong cái chương trình lớp 12 chúng ta chỉ nghiên cứu hai cái loại tiệm cận, đó là tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. Thế thì tiệm cận đứng là gì? Tiệm cận đứng là một cái đường thẳng x bằng x0, nó vuông góc với trục hoành và nó được gọi là tiệm cận đứng của một cái đồ thị hàm số y bằng x nếu như là giới hạn của f(x) khi x dòng của x0 trừ là bằng vô cùng, hoặc là lim của f(x) khi x dòng của x0 cộng là bằng vô cùng. Ở đây cái đường tiệm cận này nó như thế này đấy, hoặc là ở trên này nó đi xuống đấy, nó tiến sát về đấy. Đây là nó ứng với trường hợp khi x dòng với x0 trừ, còn x0 cộng có nghĩa là nó sẽ như thế này này đấy, cái đồ thị hàm số nó tiến sát về, hoặc là ở dưới này nó chạy đây, nó lại nó tiến sát về cái đường thẳng x bằng x0 như thế này, thì người ta gọi cái đường x bằng x0, người ta gọi nó là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Cái điểm x0 thì nó được xác định thường thường là tại các cái điểm gián đoạn của đồ thị hàm số f(x), và thông thường thì nó nằm hay hay nằm ở những cái lớp hàm mà hàm sơ cấp, thì nó nằm ở những cái điểm mà hàm số nó không xác định, vì như chúng ta biết rằng là những cái hàm số mà nó là hàm số sơ cấp thì nó sẽ liên tục xác định, và vì vậy một cái đường thẳng x bằng x0 là tiệm cận đứng thì nó thường thường cái giá trị x0 này nó nằm tại những cái điểm mà hàm số đó nó không xác định như này. Cái thứ hai là tiệm cận ngang. Một cái đường thẳng có phương trình y bằng y0 là một cái đường mà nó vuông góc với trục tung ra, nó được gọi là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y bằng x nếu như lim của f(x) khi x dần về dương vô cùng là bằng y0, hoặc lim của f(x) khi x dần về âm vô cùng là bằng y0. Có nghĩa là như thế này, ở đây với một cái hệ trục tọa độ cho như sau. Đây là trục hoành, đây trục tung nha. Thế thì cái đường y bằng y0 là cái đường nó như thế này đấy, nó vuông góc với trục tung, đây là y0 của chúng ta, nó được gọi là tiệm cận ngang nếu như đồ thị hàm số của nó đây nó chạy dần ngày càng sát về trong cái đường y bằng y0 này, hoặc là nó kiểu như thế này các em đấy, nó kiểu như thế này đấy, nó tiến sát về đấy, hoặc là nó ở dưới này đi lên đấy, nó tiến sát về cái đường tiệm cận, hoặc là nó kiểu như thế này đấy, nó ngược lại đấy, nó kiểu như thế này, tiến sát về cái đường tiệm cận y bằng y. Thì cái đường y bằng y0 như thế này người ta gọi là tiệm cận ngang. Đã hiểu nôm na như vậy. Như vậy muốn tìm tiệm cận thì chúng ta cần phải dựa vào lý thuyết giới hạn của một cái hàm số. Và cái này, cái phần giới hạn hàm số thì chúng ta đã học ở trong cái chương trình lớp 10 11 rồi. Thì trong cái nội dung của cái phần lý thuyết tiệm cận này, chúng ta thường hay gặp những cái dạng giới hạn có dạng vô định, không trên không hoặc vô cùng trên vô cùng. Cho nên lát nữa thầy sẽ nhắc lại một tí về cái kỹ năng tính toán giới hạn của một cái hàm số mà có dạng vô định, không trên không hoặc vô cùng trên vô cùng, thì tất nhiên ta sẽ dùng đến những cái kỹ thuật tốt nhất sau khi chúng ta đã học bài đạo hàm rồi. Cái thứ hai nữa là tiệm cận của một số cái đồ thị hàm số thường gặp, thì trong cái chương trình giải tích lớp 12 chúng ta bắt gặp hai ba cái loại hàm số. Thì cái hàm số có dạng bậc 3 hoặc bậc 4 trùng phương như thế này thì người ta bảo rằng những cái hàm số này thì nó không có cái tiệm cận nào cả. Có nghĩa là nó không có tiệm cận đứng mà nó cũng không có tiệm cận ngang, nghe không? Đấy, nhớ ở chỗ này là đa thức thì không bao giờ có tiệm cận những cái đồ thị hàm số kiểu đa thức đó. Còn những cái hàm số mà kiểu như bậc nhất trên bậc nhất như thế này, mà trong đó a nhân d trừ b nhân c này khác không, thì nó có thứ hai tiệm cận nữa. Một cái tiệm cận đứng chính là nghiệm của cái mẫu này, x bằng x0 ở đây chính là nghiệm của cái mẫu này, nghĩa là bằng trừ d trên c này, và cái tiệm cận ngang của nó chính là bằng a chia c. A chia c vì chúng ta biết rằng cái lớp hàm bậc nhất thì bậc nhất này, mà khi ta tính lim của f(x) mà khi mà nó x dần ra vô cùng á, thì những cái giới hạn ax cộng b chia cho cx cộng d này nó sẽ dần về giá trị a trên c này. Đấy, như vậy nó có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang, được chưa? Và lúc này hai cái tiệm cận này nó giao nhau tại cái điểm y có tọa độ là trừ d trên c và a trên c này, và cái điểm y này nó chính là tâm đối xứng của cái đồ thị hàm số đã cho. Đấy, các em lưu ý như vậy nha.
cái thứ ba nữa là gì à, là chúng ta cần phải quay lại một số cái kiến thức mà liên quan đến cái kỹ năng giải giới hạn của hàm số, tính toán giới hạn của hàm số. Thì hai cái giới hạn thông thường mà chúng ta đã học ở trong cái chương trình lớp 12 đó, lớp 11 đó, đó là hai cái giới hạn vô định không đi không hoặc vô cùng đi vô cùng. Thì ở trong cái chương trình lớp 11 thì chúng ta có rất nhiều cái kỹ năng để đi tính cái giới hạn lụa này, để tính cái giới hạn lụa này. À, tuy nhiên ở đây thầy sẽ chỉ cho các em một cách, thì cái kiến thức này thực ra nó hơi cao với chúng ta. À, đó là cái kỹ năng sử dụng cái quy tắc là L'Hôpital, cái này của chương trình đại học toán cao cấp. Nhưng mà đối với cái kiến thức trắc nghiệm đó thì chúng ta người ta không có quy định là chúng ta phải dùng cái kiến thức nào. À, tuy nhiên ở đây thầy sẽ chỉ cho em các kỹ năng này để ta tính cái trắc nghiệm cho nó nhanh, chứ còn mà bài lụa này mà giải tự luận là không có được đâu nha các em nha. Đấy, thì dùng quy tắc L'Hôpital người ta bảo rằng là nếu như một cái giới hạn lim của f rê mà khi x dần với 0 này nè, nó có dạng vô định là không điên không hoặc vô cùng đi vô cùng. Và các em lưu ý ở đây x0 này nó có thể là hữu hạn hoặc là vô hạn, có nghĩa nó là có thể là hữu hạn hoặc là âm hoặc dương vô cùng nhé. Và nếu như cái lớp cái hàm f rê này là những cái hàm mà nó có đạo hàm trong cái vùng lân cận, có nghĩa là trong những cái khoảng mà chứa điểm x0 này á, và cái giới hạn của đạo hàm tử chia đạo hàm mẫu f x chia rê khi x dần với 0 là nó tồn tại hữu hạn. Thì người ta bảo rằng là lim của f chia rê khi x dần với 0 này nó sẽ bằng lim của f phải chia rê phải này khi x dần với 0, và nó sẽ bằng a luôn. Như vậy thì thông thường khi ta gặp những cái dạng vô định có dạng không đi không hoặc vô cùng đi vô cùng á, thì ta sẽ tính thông qua cái dạng vô định này, kiểu như là bằng giới hạn đạo hàm tử chia đạo mẫu. Được chưa? Đây là những cái kiến thức liên quan cũng như là những cái kiến thức chuẩn bị mà chúng ta sẽ lưu ý để khi ta bước vào dạng bài tập thì chúng ta sẽ giải được, nắm vững cái quy tắc. Như vậy để xác định tìm được đứng thì các em phải lưu ý những cái kỹ năng này liên quan về giới hạn, và cái việc tìm cái điểm x0 thì thường nó nằm tại các cái điểm gián đoạn của các hàm số y và x nha. Còn muốn tìm tiền ngang thì rất là dễ, các em chỉ cho cái hàm số đó fx đó khi x tiến về dương âm vô cùng mà nó bằng một số y hữu hạn thì nó sẽ có tiền cận ngang. Còn nó không y zero này không hữu hạn thì nó không có tiền cận ngang, đơn giản thế thôi. Được chưa nào? Đấy, bây giờ trên cơ sở của cái lý thuyết này thì chúng ta sẽ đi vào các cái dạng bài tập mà chúng ta hay gặp trong các cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Thì cái dạng bài tập đầu tiên cơ bản nhất đó là cái dạng quan sát và đánh giá kết luận. Đó nè. Thì cái dạng đầu tiên này người ta gọi là xác định tiềm cận của đồ thị hàm số dựa vào cái bảng biến thiên hoặc là cái đồ thị của cái hàm số đó. Đấy. Chẳng hạn như cái câu đầu tiên cho các hàm số y bằng x có cái bảng biến thiên như thế này. Đấy, các em nhìn vô trong cái bảng biến thiên này, ta thấy này. Người ta hỏi là tổng cái số tiềm cận đứng và tiềm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là bao nhiêu cái. Như vậy ta dựa vào định nghĩa thôi, ta thấy này. Bây giờ là cái hàm số y này này, đầu tiên ta xác định cái số tiềm cận đứng trước. Thì cái hàm số y này là nó xác định trên cái khoảng từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Và tại cái điểm x bằng 0 này thì cái hàm số này nó bị gián đoạn. Các em thấy nó có hai sọc này, nó không xác định tại tại 0 này. Thấy chưa? Và khi x dần về này, x dần về như này, x nó dần về không trừ này, nhìn vào dần về không trừ này thì cái y này này nó dần ra âm vô cùng, thấy chưa? Này, x dần về không trừ thì y dần về, còn x mà dần về không cộng, x mà dần về không cộng này, x dần về từ bên này qua thì y nó lại dần về con hai này này, y nó dần về con hai này hữu hạn. Như vậy ở đây ta sẽ có một cái kết luận là lim của y này khi x mở dần về không trừ thì nó bằng âm vô cùng. Như vậy cái đường x bằng 0 này chính là tiềm cận đứng. Như vậy ta có ngay một tiềm cận đứng. Và ngoài ra thì nó không còn có cái điểm nào mà hàm số nó không xác định nữa cả. Cho nên ở đây chúng ta không cần quan tâm tới tiềm cận đứng nữa. Ở đây nó chỉ có một tiềm cận đứng là x bằng 0 thôi. Cái thứ hai nữa là ta bàn tới tiềm cận ngang thì các em chỉ cần nhìn vào cái notebook thì x nó dần ra dương vô cùng. Đấy, ta có thấy x dần ra dương vô cùng này. Thì y nó dần về gì? Y nó dần về 3. Y nó dần về 3. Như vậy cái đường y bằng 3 là tiệm cận ngang. Tiếp x dần về âm vô cùng. Đây x mà ta cho nó dần về âm vô cùng thì y nó dần về con 1 này. Đấy nha nè. Như vậy y bằng 1 cũng là tiệm cận ngang. Đấy, như vậy tóm lại ta có 3 tiệm cận hết. Đáp án ở đây là câu B. 2 tiệm cận ngang và 1 tiệm cận đứng. Được chưa? Tương tự như vậy, ở đây người ta cho các hàm số x có cái bảng biến thiên như sau. Đây là các bảng biến thiên. Tổng số tiền cận đứng và tiền cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là bao nhiêu? Như vậy các em lại nhìn qua đây này, các hàm số y và x là nó xác định từ âm vô cùng đến dương vô cùng này. Và tại cái con không này nó không xác định, nó có cái hai sọc đứng này các em. Và các em nhìn thấy là khi x mà nó dần về không trừ thì y dần về âm vô cùng này. Như vậy chỗ đây là tiền cận đứng này. X bằng 0 là tiền cận đứng này. Rồi. Còn x dần về không cộng thì nó bằng 2 rồi, cho nên là cái trường hợp mà x dần về không cộng này là người ta không tính.
Cái thứ hai nữa là x dần về dương vô cùng. X dần về dương vô cùng thì y nó dần về dương vô cùng luôn, cho nên cái này nó không có tiện cận ngang. Bên này. Tiện cận ngang bên này là x dần về âm vô cùng, y dần về không này, đây là hữu hạn này, như vậy y dần về không là y bằng không là tiện cận ngang, như vậy ta có hai cái tiện cận thôi các em. Này, như vậy đáp án là của B. Rồi, tiếp tục cho hàm số x có bảng biến thiên như sau. Đây một lần nữa các em nhìn vào đây các em thấy rằng là người ta hỏi số tiện cận đứng và tiện cận ngang thì chúng ta nhìn vào này ta rất là nhanh. Ở đây là từ âm vô cùng đến dương vô cùng chỉ có một chỗ này nó không xác định ta nè. Như vậy chỗ này là hàm số nó gián đoạn này, và rõ ràng khi x nó dần về không cạo, nó dần về không cạo của chúng ta thì nó dần y dần về dương vô cùng này, còn bên trái này nó không có, không phải dương vô cùng, cho nên là ta có ngay cái đường x bằng không là tiện cận đứng này. Cái thứ hai nữa ta nhìn vào hai cái phía hai bên này, khi x dần về dương vô cùng và âm vô cùng thì cái này không phải, vì y ở đây nó không phải là y0, cái này nó dương vô cùng nó không phải, còn chỗ này nó là y0 này, nó dần về hai này, như vậy là ta có một tiện cận ngang và một tiện cận đứng, như vậy đáp án ở đây sẽ là D. Một ví dụ khác cho hàm số x có bảng biến thiên như sau. Đây một cái bảng biến thiên như này, hàm số này nó xác định từ âm vô cùng đến dương vô cùng và nó có hai cái điểm mà tại đó hàm số nó không xác định, đó là con trừ 2 và con 0. Người ta cũng hỏi số đường tiện cận đứng và tiện cận ngang thì các em nhìn thấy là tại cái x bằng trừ 2 nhưng mà phía bên phải của x dần về 2 cộng, trừ 2 cộng đấy, trừ 2 cộng thì rõ ràng y nó dần về âm vô cùng này, như vậy x bằng trừ 2 là tiện cận đứng này. Tiếp tục x dần về không trừ, x dần về không trừ thì y nó cũng dần về dương vô cùng này, đây x bằng không tiện cận đứng này, như vậy ta có hai tiện cận đứng này. Tiếp tục x dần về dương vô cùng thì này y nó dần về không này, như vậy là đây là tiện cận ngang này, còn cái này x dần về âm vô cùng y nó dần về dương vô cùng thì cái này không phải tiện cận ngang, như vậy tóm lại ta có hai tiện cận đứng và một tiện cận ngang đúng không, như vậy đáp án sẽ là 3 đấy, kiểu như thế. Như vậy chúng ta chỉ cần nhìn vào bảng biến thiên và ta nắm vững cái định nghĩa của đạo của tiệm cận đồ thị hàm số thì ta sẽ biết được ngay. Rồi cái dạng thứ hai đó là tìm tiệm cận của đồ thị hàm số cho trước, có nghĩa là người ta cho trước một cái hàm số có cái biểu thức rõ ràng rồi và việc chúng ta là phải tìm coi thử nó có bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. Một cái bài tập đầu tiên là cho cái hàm số f(x) và lim của f(x) khi x dần về dương vô cùng bằng 1, như vậy cái này theo đúng định nghĩa thì cái y bằng 1 này nó chính là tiệm cận ngang đúng không, và liên quan biết khi x dần về trừ vô cùng là bằng trừ 1, cho nên cái y bằng trừ 1 này cũng là tiện cận ngang theo đúng định nghĩa đúng chưa. Rồi thế thì người ta có, người ta hỏi rằng là khẳng định nào trả lời đúng, thì đồ thị hàm số đã cho có hai tiện cận ngang là x bằng 1, x bằng trừ 1 thì đây không phải là phương trình của tiện cận ngang, tiện cận ngang thì chỉ dành cho y thôi. Đúng này, đồ thị hàm số đã cho không có tiện cận ngang là sai. Đúng này, đồ thị hàm số cho có đúng một tiện cận ngang cũng sai, đồ thị hàm số có hai tiện cận ngang là y bằng 1 và y bằng trừ 1, câu là duyệt, câu này là hoàn toàn chính xác đúng nè. Đấy, kiểu như thế người ta hỏi định nghĩa thôi. Hoặc là một câu khác như thế này, đồ thị hàm số nào sau đây có tiện cận đứng, có tiện cận đứng nha. Như vậy các em nhìn qua đây các em thấy nè, những cái hàm số mà có tiện cận đứng thì ta coi thử cái hàm số này nó có cái điểm x0 nào mà tại đó hàm số không xác định không, thì cái hàm số này là cái hàm số này nó liên tục trên tập xác định rồi cho nên không cần phải quan tâm nữa. Cái hàm số này cũng vậy, vì x vuông cộng 1 có luôn dương này, cho nên ta lựa đáp án B và đáp án C. Ta chỉ còn cái đáp án này thôi. Và việc của chúng ta là ta tính cái hàm số này nếu có tiệm cận đứng thì tiệm cận đứng của nó phải là x bằng 1. Như vậy ta phải tính lim của f(x) này ra coi thử nó có dần về vô cùng hay không. Đúng không? Như vậy là lim của x bình phương trừ 3x cộng 2 này chia cho x dần về x trừ 1. Giờ ta cho x dần về 1 cộng đi. Ta tính cái bên phải trước coi thử nó như thế nào coi nè. Đấy, cái này mà nó ra vô cùng thì ngay lập tức x bằng 1 này sẽ là gì? Sẽ là tiện cận đứng. Thế các em để ý rằng là khi x dần về 1 thì cái giới hạn này nó có dạng vô định gì đấy? Phải không đi không không? Đấy, không đi không. Thì một lần nữa theo cái phần kiến thức mà chúng ta đã nhắc ở đằng trước á. Đây, thầy nhắc đằng trước đây nè. Đối với cái dạng vô định không liên không thì ta tính nó lim thông qua đạo hàm tử với đạo hàm mẫu cho nó nhanh. Đây, như thế này quy tắc L'Hôpital nè. Như vậy theo cái này thì giới hạn này nó sẽ bằng lim của gì? X dần về gì? X dần về 1 cộng. Của gì? Cái đạo hàm tử này nó sẽ là 2x này các em. Trừ 3. Và chia cho mẫu là 1. Khi đạo hàm xong và cái quả giới hạn này nó sẽ bằng trừ 1. Và rõ ràng cái này nó không phải là vô cùng. Cho nên cái đường x bằng 1 ở đây nó không phải là tiệm cận đứng. Tương tự như vậy ta cho cái này là một trừ. Một trừ thì kết quả cũng làm y chang như vậy, chả có gì khác cả. Đây nó cũng bằng trừ 1.
đúng không? Như vậy cái hàm số này nó không có tìm cận đứng nào cả. Vì vì nếu có thì chỉ là x bằng 1 thôi, nhưng mà x bằng 1 ta tính ra không phải. Còn cái hàm số này thì sao? Cái hàm số này thì rõ ràng là ta tính lim ra. Khi x dần về trừ 1 nhé. Vì cái điểm mà chúng ta xác là cái điểm mà hàm số gián đoạn là chính là trừ 1 này. Của x chia cho x cộng 1. Và ở đây ta lấy 1 trừ. Thế 1 trừ, trừ 1 trừ, trừ 1 trừ thì trên tử nó sẽ ra là trừ 1 này. Và ở dưới mẫu nó sẽ ra gì? Trừ 1 trừ có nghĩa là trừ 1 mà nhỏ hơn trừ 1 đó các em. Như vậy là chỗ này nó thành không trừ này. Đúng không? Như vậy chỗ này nó bằng là dương vô cùng. Đúng chưa? Đấy. Cái này nó không có dạng quy định không liên không, cho nên các em để ý là không có dùng quy tắc L'Hôpital ở đây được nữa. Rồi như vậy thì ta kết luận cái hàm số này có tìm cận đứng đi, đúng không? Đáp án chọn sẽ là D. Và tìm cận đứng của nó là x bằng trừ 1. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, số tiệm cận của đồ thị hàm số. Như vậy ta cần phải tìm vừa tiệm cận đứng mà vừa tiệm cận ngang nha. Thế ta coi thử cái hàm số này nó có bao nhiêu tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng nếu có của nó chính là x bằng x0, mà x0 là nghiệm của cái mẫu này. Ở đây chúng ta có hai cái đường, đó là x bằng bằng 1 và một đường nữa là x bằng trừ 1. Đấy, ta phải kiểm tra hai cái đường này. Được chưa? Rồi bây giờ đánh giá tiệm cận thì coi thứ hai cái đường này có phải tiệm cận đứng hay không, thì ta tính lim của cái này khi x dần về một trước. Được chưa? Một cộng trước. Tương tự như vậy. Thế thì một cộng thì các em để ý trên đây nó giới hạn này nó thành không liên không này. Đúng chưa? Rồi thì tính giới hạn này ra thì nó bằng cái gì? Nó bằng lim. Lim gì đây? X dần về một cộng. Và như chúng ta vừa dùng quy tắc đạo hàm hồi nãy thì cái này nó thành là 2x trừ 5 này. Chia cho gì? Chia cho cái này nó còn lại là 2x thôi này. Đó, ta dùng quy tắc L'Hôpital là đạo hàm tử với đạo hàm mẫu. Như vậy cái này nó sẽ thành là mấy? Trừ 3 phần 2 phải không? Đấy, nó bằng trừ 3 phần 2. Và tương tự như vậy trong trường hợp mà x dần về 1 trừ thì nó cũng thế thôi. Kết quả tính là nó cũng ra trừ 3 bằng 2. Như vậy ở đây cái trường hợp x bằng 1 này không phải là tiệm cận đứng. Vì muốn là tiệm cận đứng thì kết quả này phải ra vô cùng. Được chưa? Rồi bây giờ tương tự như vậy ta tính cho trường hợp là trừ 1. Trừ 1. Trừ 1 trừ trước. Thế thì trừ 1 trừ thì nó ra cái gì? Trừ 1 thì các em tính là các em để ý là trừ 1 thì cái giới hạn này nó có còn dạng vô định nữa không? Nếu trừ 1 thì cái giới hạn này nó sẽ ra cái gì? Các em để ý ta thay vào nhé. Trừ 1. Cái này nó sẽ là gì? X trừ 1 này. Nhân cho gì đây? Nhân cho x cộng 1. Mà x dần về trừ 1 cộng thì cái này nó dần về 0 cộng này. Trừ 1 cộng có dần về trừ 1 mà lớn trừ 1. Dần về 0 cộng này. Cái này là dần về mấy? Cái này là dần về trừ 2. Như vậy kết quả dưới mẫu này là không trừ này. Đấy. Rồi x dần về trừ 1 thì các em thay qua đây nó thành là 1 nè. Cộng cho 5 cộng 4 này. Đúng không? Như vậy là nó ra thành 10 nè. Ở điện tử là 10. Như vậy kết quả là bằng âm vô cùng này. Đấy. Như vậy chỉ cần riêng tính x dần về trừ 1 cộng thôi là chúng ta đã biết rằng cái đường x bằng trừ 1 là tiệm cận đứng rồi. Chúng ta không cần thiết phải tính khi x dần về trừ 1 trừ nữa cũng được. Ngoan nè. Đấy, như vậy kết quả là cái đường này là tiệm cận đứng, còn cái đường này không phải tiệm cận đứng. Rồi bây giờ ta coi thứ cái tiệm cận ngang thì sao. Để tính tiệm cận ngang thì các em cho cái lim này khi x tiến về gì, dương vô cùng hoặc âm vô cùng. Bây giờ đầu tiên tính cho tính về dương vô cùng trước. Tính về dương vô cùng thì các em lưu ý rằng là cái này là hàm bậc 2 đi bậc 2, thì x tiến về dương vô cùng thì bậc 2 này tiến về dương vô cùng, kết quả nó giới hạn này có dạng vô định vô cùng đi vô cùng, đúng không? Dương vô cùng, chỉ dương vô cùng đấy. Thì thứ đây thì các em chỉ cần làm như thế này, những cái giới hạn mà nó có những cái số hạn mà kiểu như này này, ta giữ lại cái số hạn có bậc cao nhất thôi, còn những cái bậc mà nó thấp hơn ta ngát ta bỏ hết đi. Đấy, những cái số hạn này. Nhưng mà còn giữ lại x bình phương chỉ bình phương thì kết quả nó sẽ bằng 1. Như vậy điều đó có nghĩa là suy ra cái đường y bằng 1 là tiệm cận ngang. Tương tự như vậy khi ta cho x dần về âm vô cùng thì sao? X dần về âm vô cùng thì giới hạn này vẫn có dạng vô định vô cùng dương đi vô cùng dương, và kết quả giới hạn này vẫn cứ tiếp tục bằng 1. Như vậy tóm lại số tiệm cận của đồ thị hàm số này là có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang như chúng ta xác hồi nãy, đáp án sẽ là 2.
Một câu tiếp theo, số tiệm cận đứng ở đây người ta chỉ quan tâm tới tiệm cận đứng thôi của đồ thị hàm số này là bao nhiêu nha. Thế thì các em sẽ để ý rằng là coi thử là ở dưới này nè, miền xác định của chúng ta là x sẽ lớn hơn bằng gì đây, lớn bằng trừ 4, và đồng thời x bình phương cộng x là phải khác không, đúng chưa? Đấy, nghĩa là x phải khác gì, x phải khác 0 và x phải khác trừ 1. Như vậy có hai cái tiệm cận mà chúng ta cần, hai cái điểm mà chúng ta cần phải để ý, đó chính là cái điểm 0 với trừ 1, được chưa? Đây, hai cái điểm đây này là hai cái điểm mà chúng ta cần phải để ý, vì khi x dần về trừ 4 á, thì cái hàm trừ 4 cộng á, đây này, tại cái điểm x dần về trừ 4 cộng thì cái hàm số này nó vẫn cái liên tục, cho nên là cái nó liên tục bên phải đó, cái điểm trừ 4, cho nên chỗ này ta không xét cái điểm trừ 4 mà chúng ta chỉ xét hai cái điểm này thôi này. Đó nè. Rồi bây giờ ta quan tâm tới cái chuyện là x dần về 0 trước. Đó nè. Thế thì x dần về 0, bây giờ giả sử như x dần về 0 cộng, bây giờ tính lim của x dần về 0 cộng trước. Đúng không? Nó dần về 0 cộng thì cái này nó thành là gì? Nó thành 0 cộng hết nè. Đó, 0 cộng. À, 0 thì cái này nó ra là 2 trừ 2 là bằng 0 này. Như vậy nó là 0 trên 0 này, đúng không? Như vậy ta sẽ tính dựa vào đạo hàm tử chia đạo máu, dùng quy tắc là Hospital, cái này căn u đạo hàm nó là bằng u phải là bằng 1 trên 2 căn này. Đó, x cộng 4 này. Đấy, rồi chia cho gì? Chia cho 2x cộng 1. Đấy, ta đang tính cái lim này mà khi x dần về 0 cộng nha. Đúng chưa? Rồi, thế cái giới hạn này nó còn cái gì? Giới hạn này thay vô thì cái trình tự nó là 1/4 này. Đúng chưa? Ở dưới mẫu ra mấy? Ở dưới mẫu thì nó ra là bao nhiêu? Ra là 1. Như vậy đáp án là 1/4. Đúng chưa? Đấy, kết quả là 1/4. Như vậy khi x dần về 0 cộng thì cái giới hạn này nó không ra vô cùng mà nó ra số hữu hạn, như vậy x bằng 0 cộng này không có được. Bây giờ ta xét tới 0 trừ. Có thứ được không? 0 trừ thì kết luận nó cũng y chang như vậy, chả có gì khác cả về cách tính. Nó cũng đều có dạng vô định 0 trên 0 rồi. À, cái này nó thành 0 trừ này. Nha. Đấy, nó thành 0 trên 0 rồi, kết quả nó cũng vẫn ra 1/4 như thế này. À, cho nên là cái hàm số cái đường thẳng x bằng 0 không phải là tiệm cận đứng, cái đường này không phải tiệm cận đứng. Bây giờ xét trường hợp thứ hai là trường hợp x dần về trừ 1. Thế bây giờ là lim mà khi x dần về trừ 1, ta lấy x dần về trừ 1 cộng trước. X dần về trừ 1 cộng thì cái mẫu số này nó sẽ dần về đâu? Đây, ta viết lại dạng là nhân tử là x cộng 1 này. Đúng chưa? X dần về trừ 1 cộng thì cái này là dần về 0 cộng này các em. À, rồi cái này nó dần về trừ 1 này. Đó, nhân vô là bằng 0 trừ này. Ở dưới mẫu là thành 0 trừ này. Rồi ta thay cái con trừ 1 vô đây. Thay con trừ 1 vô đây thì nó ra là gì? Là căn 3 trừ 2. Đúng không? Đấy. Mà căn 3 trừ 2 thì kết quả này nó sẽ ra là bằng gì? Cái này là thành số âm. Số âm mà chia số âm thì ra dương vô cùng này. Đó. Đúng chưa? Đấy. Như vậy thì rõ ràng cái đường x bằng trừ 1 là tiệm cận đứng. Phải không? Vậy ta kết luận hàm số này có gì? Hàm số này có một tiệm cận đứng thôi, là đáp án là câu B. Người ta hỏi bao nhiêu tiệm cận đứng mà. Hả? Đấy. Tương tự câu này, số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này là bao nhiêu, thì phương pháp làm các em sẽ làm tương tự giống như bài hồi nãy. Đúng nè. Ở đây cái tiệm cận đứng của nó là nó chỉ có hai cái điểm mà chúng ta cần phải xác, đó là x bằng 0 và x bằng trừ 1 thôi. Cái đây điều kiện của cái tập xác định này là cái đoạn từ trừ 9 cho đến dương vô cùng mà bỏ đi hai cái điểm 0 với 1. Cho nên cái mà chúng ta quan tâm là x dần về 0 và x dần về 1, đúng không? Thế các em để ý, x dần về 0 thì nó có dạng vô định 0 đi 0 này, khi ta tính lim khi x dần về 0 thì cái trường hợp này là tính đạo hàm tử với đạo hàm mẫu ra thì ta loại cái đường x bằng 0 đi và ta chỉ cần giữ lại cái đường x bằng trừ 1 là tiệm cận đứng này. Đấy, nếu bạn nào mà tính nhanh thì đáp số đây là tiệm cận đứng, còn x bằng 0 không phải tiệm cận đứng, đáp án chúng ta vẫn là chọn đáp án A. Được chưa? Rồi, đồ thị hàm số có mấy tiệm cận? Như vậy muốn có mấy tiệm cận thì chúng ta tìm số tiệm cận đứng và số tiệm cận ngang trước. Như vậy ở đây tiệm cận đứng của nó chỉ có thể là hai đường thầy, x bằng 2 hoặc x bằng trừ 2 này. Được chưa? Rồi khi x dần về 2 đó, này
Bây giờ ta xác hai cộng trước. X dạng 12 thì cái gì này có dạng vô định không đi không, và khi tính cái dạng vô định ra thì nó sẽ là 1 trên cho gì? 1 trên 2x. Như vậy nó ra 1/4 chưa? Đấy, nó ra 1/4. Đây kết quả giới hạn khi x dạng 12. Nói chung là dạng 12 cộng hay trừ thì nó cũng là 1/4. Cho nên cái đường x bằng 2 này không phải là tiền cận đứng này. Rồi khi x dạng về trừ 2 thì cái này trên tử này nó sẽ thành là trừ 4 này. Rồi ở dưới mẫu khi x dạng về trừ 2 thì nói chung nó dạng về 0. Như vậy kết quả là vô cùng. Còn cái không này là không trọng, cộng hay không trừ thì chúng ta chưa biết, tùy theo cái x dạng về trừ 2 cộng trừ hay trừ. Nhưng nói chung là nó sẽ ra vô cùng. Cho nên chúng ta yên tâm nó sẽ có một tiền cận đứng, đó là x bằng trừ 2. Được chưa? Rồi bây giờ ta tìm tiền cận ngang. Tìm cận ngang thì các em chỉ cần cho lim khi x dạng về dương vô cùng trước. Cái này ta phải tính hai phía, chứ nhiều khi dương vô cùng nó ra khác âm vô cùng nhé. Thì cái này x dạng về dương vô cùng thì cái giới hạn này có dạng vô cùng trên vô cùng. Được chưa? Đấy. Và theo cái quy tắc thì chúng ta biết rằng là những cái số hạng trong cái giới hạn này này mà nó có bậc thấp nhất ta bỏ đi. Ví dụ đây bậc thấp hơn so với x, ta giữ lại x với x sinh phương, kết quả là 1 trên x này. Và khi x dạng về dương vô cùng cũng như âm vô cùng thì nó bằng 0. Cho nên cái đường y bằng 0 là cái đường tiền cận ngang. Đúng chưa? Đấy. À, trường hợp x mà dạng về âm vô cùng thì nó cũng thế thôi. Như vậy đồ thị hàm số này có cả thảy có hai tiệm cận, một đứng và một ngang. Được chưa? Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này. Bây giờ để xác định tiệm cận đứng thì các em coi thử là tập xác định nó là cái gì cái đã. Thì ở đây các em thấy là x bình phương cộng x cộng 3 này thì có delta âm, cho nên cái tâm thức bậc 2 này nó luôn luôn dương với mỗi x thuộc R. Vậy cái hàm số này nó chỉ có hai cái điểm sau đây, đó là x bằng 2 và x bằng 3. Vì cái tâm thức bậc 2 này nó có hai nghiệm, một nghiệm x bằng 2 và một nghiệm x bằng 3. Rồi bây giờ để cho nó an toàn các em tính lim khi x dạng về 2 đi. Đó nè. Bây giờ ta tính cái lim này khi x dạng về 2. Đó nè. Thế thì cái x dạng về 2 thì ta coi thử cái giới hạn này nó bằng cái gì. Rồi giờ ta thay x bằng 2 vô đây nhé. 2 đây là 4 nè. 4 trừ 1 là còn lại 3 nè. Cái này là 2 là 4. 4 cộng với 2 là 6, cộng 3 là 9, lấy căn là 3. 3 trừ 3 là điện tử là 0 nè. Chia chứ mẫu là 0 này. Như vậy nó có dạng vô định không đến không, cho nên các em tính bằng quy tắc là Hospital vào đây cho thầy là bằng lim. Ta lấy đạo hàm tử chia đạo hàm mẫu. Đấy, hai ở đây hay cộng hay trừ gì cũng được nhá. Thực ra thì ta tính hai cộng hay trừ gì cũng được. À, thế thì ở đây nó sẽ là gì? Ở đây nó sẽ là đạo hàm tử thì nó chỉ còn lại là 2 thôi nè. Đúng chưa? Cái này là trừ cho gì? Đạo hàm tử này sẽ là 2x cộng 1 nè. Đúng chưa? Chia cho hai lần căn. Hai căn này. Đó, x bình phương cộng x cộng 1. X cộng 3 chứ, đúng không? Đấy. Cái này là cộng 1. Rồi. Chia cho gì? Chia cho cái này đạo hàm là 2x trừ 5 này. Được chưa? Rồi các em kiểm tra coi thử là cái giới hạn này nó có hữu hạn không hay là nó ra vô cùng. Thì các em để ý là khi x dạng 12 thì cái dương mẫu này nó ra là trừ 1 này. Rồi coi thử tiền trừ nó bằng mấy. Thế thì ở đây x dạng 12 thì cái này nó sẽ là 4 cộng 6, 3 nữa là 9, là 3 dưới mẫu là 6 này. 6 cái này là 2, 4 là 5 phần 6 này. Như vậy kết quả nó là 2 trừ cho 5 phần 6 chia cho trừ 1. Như vậy kết quả là hữu hạn. Mà hữu hạn như vậy cái dẫn đến cái đường x bằng 2 này nó không phải là tiền cận đứng. Như vậy trường hợp x bằng 2 là bị lộ. Được chưa? Rồi bây giờ ta xét cho trường hợp x dạng về 3. X dạng về 3 thì nói chung là cái này nó sẽ thành là 6 này. 3 thì cái này là 9. À, 9 cộng 6 là 15 này. Đúng chưa? Rồi ở dưới này 3 thì nó là 0 này. Đó, ở điện tử nó là 5 trừ cho căn 15 chia cho 0, kết quả là vô cùng chưa? Đấy, như vậy chỉ cần một cái đường tiền mà đứng, đó là x cộng 3 thôi. Được chưa nè? Đấy. Rồi. À, một cái ví dụ khác, đồ thị hàm số này có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. Thế thì bây giờ ở đây chúng ta cũng tính coi thử là cái đồ thị hàm số này có tập xác định là gì. À, đồ thị hàm số này có tập xác định là x bình phương trừ 1 lớn bằng 0. Như vậy nó từ âm vô cùng cho đến gì? Cho đến trừ 1. Đây móc vuông nha. À đây móc tròn, ta lấy móc tròn vì nó dưới mẫu. Hợp với từ 1 cho đến gì? 1 cho đến dương vô cùng. Như vậy khả năng nó sẽ có hai cái tiệm cận đứng là ngay chỗ cái con trừ 1 với con 1 này. Đúng chưa? Rồi giờ ta coi thử là khi x dạng về
Bây giờ tính là lim khi x dần về về một trước. Đây là một cạnh thân ngang các em, không có trường hợp một trừ nhé, vì hàm số nó không xác định bên trái con một. Như vậy là tính lim khi x dần về một cạnh thì kết quả chỗ này sẽ là x cộng 1 chia cho x bình phương trừ 1 lấy căn. Như vậy khi x dần về một cạnh thì cái mẫu này nó sẽ dần về không cạnh này. Đúng chưa? Nó dần về không cạnh vì vì lớn hơn 1 cho nên x bình phương này lớn hơn hơn 1 là trừ 1 cái dương này. Như vậy kết quả cái này là bằng 2 trên không cạnh, đáp số là ra vô cùng này. Như vậy cái đường x bằng 1 này là tìm cận đứng này. Được chưa? Rồi bây giờ ta xét cho trường hợp x dần về trừ 1. Trừ 1 ở đây chỉ có trừ 1 trừ thôi. Vì ta nhìn vô trong cái biểu thức này, bên phải con trừ 1 này hàm số nó không xác định cho nên không có cái lim mà x dần về trừ 1 cộng được. X dần về trừ 1 trừ thì kết quả điện tử là mấy? À các em để ý kết quả điện tử nó sẽ là bằng 0. Rồi ở dưới mẫu nó cũng bằng 0. Như vậy cái giới hạn này có dạng vô định 0 trên 0. Đúng chưa? Rồi các em sẽ giải bài toán này 0 trên 0 thì nó ra cái gì? Ta qua thử đạo hàm tử chia đạo hàm mẫu được không? Nếu mà đạo hàm tử chia đạo hàm mẫu thì nó ra cái gì này? Đấy, như vậy cái này nó thành là lim của gì? X dần về trừ 1 trừ. Như vậy cái này nó ra là 1 chia cho mấy? Ở đây căn u đạo hàm bằng u phải là 2x này. Chia cho 2 căn u này. 2 căn này. X bình phương trừ 1. Đó, các em rút gọn con 2 này đi. Như vậy khi lấy nghịch đảo thì kết quả nó bằng mấy? Nó vẫn bằng 0. Đây. À, cái này khi các em nhân nghịch đảo lấy đây thì nó thành là lim của gì? X dần về trừ 1. Trừ 1 trừ. À, thì cái này nó sẽ thành gì đây? Là thành căn của x bình phương trừ 1 này. Đó, chia cho 1. Như vậy kết quả này là nó bằng 0 này. Và giới hạn này nó không có ra vô cùng nhé. Đấy. Còn nếu như có một số bạn mà giải theo cái kiểu như chương trình lớp 11 mà không dùng quy tắc là L'Hôpital thì ta làm thế này. Đây x dần về trừ 1 trừ. Đây, các em sẽ phân tích cái này ra là x cộng 1 này. Rồi ta nhân với cái này là căn bậc 2 này. Đây là x trừ 1 này. Đúng chưa? Nhân cho gì? Nhân cho x cộng 1 này. Đúng không? Đó. Thế thì x dần về trừ 1 trừ. Dần về trừ 1 trừ thì các em thấy để ý rằng cái này nó thành là không trừ này. Không trừ. Cho nên là ta tốt nhất ta đổi dấu cái trong này đi. Nhá. Để cho cái này là nó thành âm này. Như vậy là các em viết em tách ra thành hai căn. Hai căn để ra cái thành này số dương và ta rút gọn được với cái tử á. Thì cái này nó sẽ ra là bằng lim gì? Cái biểu thức này ta biến đổi là thành này. X cộng 1 cái trên tử giữ nguyên này. Nha. Đó. Rồi các em nhân vô đây thành hai cái dấu trừ nhé. Đây. Để cho nó rút gọn được á. Thì chỗ này các em sẽ ghi là thành. Thành gì? Thành trừ. Trừ. Căn đó trừ căn nhân cho đây trừ căn đấy, tách ra thành hai cái biểu thức như thế vì vì lý do vì sao vì vì x nó nhỏ hơn trừ 1, x nó nhỏ hơn trừ 1 thì x cộng 1 nó âm này cho nên muốn tách ra thành hai cái dấu căn á thì ta sẽ rút gọn kiểu như thế này, ta đưa dấu trừ vô để cho nó căn nó có nghĩa đó các em, được chưa? Rồi ở dưới này cũng vậy, ở dưới này ta cũng tách nó ra thành một cái căn, ở chỗ này ta viết thành là 1 trừ x này. 1 trừ x này. Ta đổi dấu cho nó đi á, nhân cho căn của cái này. Thành là trừ của x cộng 1 đó. Rồi để làm gì? Để các em rút gọn cái dạng không đi không này đi, kết quả là nó bằng không này. Nó vẫn bằng không nha. Đấy. Cho nên là gì?
cho nên là cái giới hạn này là nó không có nhận cái đường x bằng 1 cũng như x bằng trừ 1 làm tìm cận đứng. Đây là x dần về trừ 1 trừ a trừ 1, x dần về trừ 1 là không phải là tìm cận đứng, được chưa? Cái này không phải tìm cận đứng này. Cái đường x bằng 1 này là tìm cận đứng này nha. Đấy. Rồi bây giờ tới tìm cận ngang. Giờ tới tìm cận ngang thì bây giờ các em lấy cái lim này mà các em cho x nó dần về dương vô cùng trước. X dần về dương vô cùng trước. X dần về dương vô cùng thì cái giới hạn này có dạng vô định là vô cùng đi vô cùng. Phải không? Đấy, thì có một số bạn giải bằng cách là ta đưa cái x ra ngoài. Ta đưa cái x ra ngoài thì cái này nó còn lại là có nghĩa là chia tử và mẫu cho x ấy, thì cái này nó còn lại là 1 cộng 1 trên x này. Nha. Đó. Rồi chia cho x, đây có cái này chia cho x này. Rồi cái này cũng chia cho x này. Đó, chia tử mẫu cho bậc cao nhất của mẫu và ta đưa cái x này vào trong thì ở đây x nó dương cho nên nó thành là căn bậc hai chung này. À cái này còn lại là 1 trừ 1 trên x bình. Đấy, và do x dần về dương vô cùng cho nên những cái phân số này nó dần về không hết, kết quả nó sẽ là bằng 1 nha các em. Như vậy dẫn đến cái kết luận là y bằng 1 là tìm cận cận ngang. Trường hợp thứ hai là trường hợp x dần về âm vô cùng. Âm vô cùng thì cái giới hạn này cũng có dạng vô định vô cùng đi vô cùng, cũng chia tử và mẫu cho x. Nhưng mà khi ta chia cho x, ta đưa cái x này vào trong căn đó, thì các em nhớ là ở đây x nó dần về âm vô cùng cho nên x nó âm cho nên ở ngoài đây phải đưa dấu trừ ra này. Đó này nó có dấu trừ này. Đấy, mà cái này nó có dấu trừ thì kết quả nó bằng trừ 1, dẫn đến cái hiện tượng là ta có phương trình y bằng trừ 1 là tìm cận ngang. Như vậy tóm lại ta có ba cái tìm cận: x bằng 1, y bằng 1 và y bằng trừ 1. Đáp án là câu B. Được chưa? Đấy. Cho cái hàm số y bằng x bình phương cộng 2x cộng 3 chia cho căn bậc 2 của x cube 4 trừ 3x bình cộng 2 này. Người ta hỏi là đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tìm cận, thì một lần nữa chúng ta cũng phải đi tìm tất cả những cái đường tìm cận đứng cũng như tìm cận ngang, đúng không? Đấy. Thì bây giờ để cho nó dễ ta tìm cận ngang trước. Đúng chưa nào? Đấy, các em tìm coi thứ nó tìm cận ngang như thế nào thì ở đây các em thấy là bây giờ ta cho lim lim này. X tiến về gì? X tiến về dương vô cùng trước, đúng không? Thì các em để ý là những cái hàm số này là bậc của nó đều là bậc chẵn hết, cho nên là cho dù x có tiến về dương vô cùng hay âm vô cùng thì x bình phương nó vẫn cứ là dương. Ở đây ta chia tử và mẫu cho x bình phương này, đúng không? Đấy, chia tử mẫu cho x bình phương thì x bình phương là nó dương, cho nên ta đưa vào trong căn hết đấy là nó sẽ ra kết quả thôi. Đáp số của nó sẽ là 1, đáp số của nó sẽ bằng 1 khi các em đưa vào tử tử này và mẫu này. Đấy, còn một số bạn á, là khi tính cái lim này này, bạn nào mà để ý kỹ thì ta có thể nhìn nhanh mà không cần phải dùng quy tắc là Hospital cũng như chia tử mẫu cho bậc của mẫu, thì ở đây nó dương vô cùng do hai cái con số sau đây quyết định: x bình phương và y cube 4, cho nên ta bỏ những cái này đi. Đó, bỏ mấy cái này đi. Đấy. Và căn bậc 2 của x mũ 4 thì lúc nào nó cũng bằng x bình phương cả. Đấy, khỏi cần phải bàn, cho nên kết quả lúc này nó cũng bằng 1 hết này. Với trường hợp x dần về dương vô cùng hay âm vô cùng kết quả bằng 1. Vậy ta có ngay cái đường thẳng y bằng 1 là tìm cận ngang. Được chưa? Đấy. Bây giờ ta bàn tới tìm cận đứng nè. X cube 4 trừ 3x bình phương mà cộng 2 á thì nó sẽ có nghiệm là x bình phương bằng gì? Ta coi thử là cái tâm cái hàm số này nó có tập xác định là gì, phải không? Thế thì x bình phương là đây a cộng b cộng c không bằng 1 này, với một nghiệm là x bằng 2 c đi nha. Đấy, như vậy ta sẽ có cả thảy là bốn nghiệm. Bốn nghiệm: trừ 2 này, trừ 1 này, 1 này, 2 này. Đúng chưa? À căn chứ. Trừ căn. Đấy. Như vậy chỗ này là 0 0 này. 0 này, 0 này. Đây là đa thức bậc 4, bên phải cùng dấu với A này. Dương này, âm này. Dương này, âm này. Dương này, đúng không? Đấy, ở đây ta lấy dấu dương thôi. Ta lấy dấu dương thôi. Như vậy là cái đồ thị hàm số của chúng ta nó cái miền xác định của chúng ta là từ âm vô cùng cho đến trừ 2 này. Đó, hợp với khoảng từ trừ 1 đến 1 này, hợp với khoảng từ 2 cho đến dương vô cùng này. Đây chính là miền xác định của chúng ta. Như vậy,
Những cái tiệm cận đứng có khả năng ở đây chúng ta sẽ là trừ căn 2, trừ 1, 1 và căn 2. Được chưa? Đấy, nó có 4 cái tiệm cận đứng. À, khả năng nó có 4 cái tiệm cận đứng đó. Thế bây giờ ta phải dùng phương pháp và ta loại trừ đi. Đó nè. Đấy, hồi nãy giờ thầy chưa chỉ cho các em cái kỹ thuật dùng máy tính. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các em kỹ thuật bấm máy tính để kiểm tra cho nó nhanh. Đó nè. Và nhiệm vụ chúng ta là kiểm tra tại 4 cái vị trí này coi thứ cái nào là tiệm cận đứng, nữa là sao. Rồi, ta bật máy tính lên nha. Thì có một số các cái dòng máy thì nó có cái nó có cái từ lim ở trong đó, nhưng mà ở đây nó không có từ lim thì ta dùng cái phím CLC. Đây các em nhập cái hàm này vào trong trong cái biểu thức á. Đây nó là x bình phương nha. Đây, alpha x bình phương này. Rồi cộng cho gì? Cộng cho 2x 2 alpha x này. Cộng 3. Được chưa? Rồi đem chia cho căn bậc 2 của ai? Căn bậc 2 của x mũ 4. Alpha x mũ 4. Đấy, rồi gì nữa? Rồi trừ cho 3x bình. Alpha x bình phương cộng cho 2. Đó, rồi các em bây giờ kiểm tra qua thử là cái con trừ 2 đây nè, trừ căn 2 đây nè. Là các em sẽ lấy là x dần về trừ căn 2 trừ. Đúng chưa? Trừ căn 2 trừ ta dùng phím CLC này, bấm trừ này. Căn 2 này. Rồi, trừ căn 2 trừ thì các em sẽ trừ đi cho một cái lượng rất là nhỏ nữa, ví dụ như 0.123456, lấy con 1. Đấy, đây lấy một cái số mà xấp xỉ phía bên trái cái con trừ căn 2 này, càng sát cái trừ căn 2 càng tốt, coi thử nó ra bao nhiêu. Đấy, nó ra cái số đây này. Đấy. Số này. Thì cái số này nó khá là lớn, đúng không? Các em thấy là khi x dần về trừ căn 2 trừ thì cái lượng này nó sẽ dần về 0 này. Và 0 bên trái này thì là không cộng, vì cái biểu thức này nó dương mà. Đấy, cái dấu mẫu này nó thành không cộng này. Đó, nó không cộng này. Rồi các em lấy cái căn 2 mà các em thấy qua đây, trừ căn 2 trừ, các em thấy qua đây. Thì trừ căn 2 trừ thì chỗ này nó ra là bằng bằng 2 này. Cái này là ra mấy? Trừ 2 căn 2 này. Đúng không? Đấy, rồi cộng cho 3 thì cái này nó ra số dương chưa? Nó ra số dương này. Dương mà chia cho không cộng thì nó ra dương vô cùng này. Đây, cái số này sẽ là dương vô cùng rất là lớn. Nghĩa là cái này là tiệm cận đứng này. Được chưa? Rồi tương tự như vậy, ta bấm CLC cho con gì? Con trừ 1. Con trừ 1. Thế con trừ 1 thì nó ra bao nhiêu? À, trừ 1. Trừ 1 đây là trừ 1 cộng nha. Thì các bạn bấm là trừ 1 này. Ta cộng cho một cái số rất bé nữa. 0.123456 7, thêm nhiều số không càng tốt. Đấy, rồi bấm bằng. Đấy, nó cũng ra một số rất lớn này, thấy không? Đấy, trừ 1 cộng. Trừ 1 cộng thì cái này nó cũng vẫn là không cộng. Rồi các em thế trừ 1 vô đây thì trừ 1 vô đây thì nó ra là 1 nè, trừ 2 cộng 3 nè. Thì ở trang tử nó ra dương, dương chia không cộng cũng là dương vô cùng. Như vậy cái đường đây cũng sẽ là tiệm cận đứng. Tiếp đây 1. Giờ thứ 1. 1 ở đây sẽ là 1 trừ nhé. 1 trừ thì nó ra cái gì? 1 trừ thì cái đây nó cũng sẽ ra không cộng, mẫu nó cũng sẽ ra không cộng. Các em thế 1 trừ vô đây. Đúng không? 1 trừ ví dụ ở đây bấm CLC này, 1 trừ có nghĩa là 1 mà trừ đi 0.00000. Đấy, rồi bấm bằng. Đấy, nó cũng ra một số rất là lớn. Đúng không? Như vậy nó cũng ra dương vô cùng. Nó cũng ra dương vô cùng. Như vậy cái này nó sẽ là x bằng 1. Cuối cùng là x dần về căn 2 cộng. Căn 2 cộng thì cái này nó cũng dần về không cộng, chả có gì khác cả. Đây nó cũng dần về không cộng bên phải nè. Nó dần về không cộng và cái thay căn 2 vô đây nó cũng là một số dương luôn, nhưng mà kết quả cũng là cộng vô cùng luôn. Như vậy ở đây nó có 4 cái gì không? Ở đây nó có cả thảy là 4 cái tiệm cận đứng. Đúng chưa? Cộng với một cái tiệm cận ngang của chúng ta nữa là ta được cả thảy là 5 cái tiệm cận. Vâng. Để cho nó chắc ăn thì kiểm tra lại cái tâm thức bậc 2 này, đúng là có 4 nghiệm không nha. Ở đây là ta bấm mốt này, 5 này. Ta chọn chọn 1. Đầu nhập A là 1 này. B là -3 này. C là 2 này.
Đó, một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng 2 là đúng. Được chưa? Rồi, như vậy là có cả thảy là 5 cái tiệm cận nha. Rồi, một câu tiếp theo. Cho hàm số y bằng 5 căn bậc 2 của x phương cộng 6 cộng cho x trừ 12 trên cho 4x mũ 3 trừ 7x trừ 1 có đồ thị C, mệnh đề nào sau đây là đúng? Đồ thị C là đồ thị không có tiệm cận, đúng không? Thì các em nhìn qua đây các em thấy nè, nếu mà ta cho lim không thôi đó, nếu mà lim không thôi mà ta cho x tiến về dương vô cùng không thôi đó, ta đang nhắc tới tiệm cận ngang đấy nha các em, thì rõ ràng cái giới hạn này nó sẽ bằng không. Vì lý do gì? Đây là dạng vô định, vô cùng đi vô cùng mà bậc tử nhỏ bậc mẫu thì kết luận bằng không ngay. Do nên là ngay lập tức nó có một cái đường tiệm cận ngang y bằng không, cho nên cái câu A này báo đồ thị không có tiệm cận là không có đúng. Thứ hai là đồ thị C là hàm số chỉ có một tiệm cận ngang không thôi, đúng không? Đúng không? Thế nó có tiệm cận đứng không? Ví dụ như là cái hàm số này có tập xác định là R vì x phương cộng 6 này dương rồi nha. Thế thì cái tâm thức cái đa thức bậc bậc 3 này nè, coi thứ nó có nghiệm không, thì nhìn vào đây ta thấy là nếu mà cái bấm máy tính giờ ta kiểm tra thì cái mẫu này nó có nghiệm hay không, bằng cách ta bấm máy tính cho nó nhắc ăn coi thứ có bao nhiêu nghiệm nha. Con 5 này xuống ta chọn 2 này, rồi cái nhập số liệu vô đây là 4 này bằng này, rồi không bậc 2 nó không có nó này, rồi bậc 1 nó là trừ 3 này, rồi tự do nó là trừ 1 này. Rồi các em bấm ra thì nó có một nghiệm bằng 1, một nghiệm trừ 1 2 1 nè, trừ 1 phần 2 nè, với nghiệm bằng mấy nữa, nghiệm bằng 4 nữa à, không phải 1 trừ 1 phần 2, thấy rồi nó chỉ có hai nghiệm thôi, đúng không? Đấy, thế thì x bằng bằng 1 các em thế vô, x bằng 1 thì rõ ràng với mẫu nó dần về không rồi nè, x bằng 1 các em thế vô đây coi thử nó có bằng không không. Thì x bằng 1 thế vô đây nó là căn 5 căn 7 cộng cho 1 trừ 12 nữa là 5 căn 7 trừ 11 là một số khác không, một số khác không mà chia cho không thì chắc chắn ra vô cùng rồi, cho nên là nó chắc chắn sẽ có tiệm cận đứng, và cái tiệm cận đứng ở đây x bằng 1 này. Tiếp từ 1 phần 2 các em thay vô đây, trừ 1 phần 2 thì nó ra là 5 này, căn của gì, căn của 1 phần 4 cộng 6 này, đúng không? Đấy, rồi cộng cho trừ cho 1 phần 2 nữa, trừ cho 1 phần 2 rồi trừ cho 12 nữa. Đó, cái này chắc chắn là nó sẽ khác không rồi, trong chạy đâu cả, đúng không? Đấy, như vậy nó có thêm cái tiệm cận đứng đây nữa là x bằng trừ 1 2 nữa, được chưa? Đấy, thế thì rõ ràng là nếu mà nhẩm nhẩm sơ sơ là nó có ba cái tiệm cận, hai cái đứng với một cái ngang này, không đồ thị hàm số có tiệm ngang y không và hai cái tiệm cận đứng là x bằng 1 và x bằng trừ 1 2. Đồ thị hàm số chỉ có một tiệm cận ngang và một tiệm cận đứng. À, coi thử cái này nó có cái lỗi gì không, tại cái điểm trừ 1 phần 2 này nó có phải tiệm cận không? Mà ta thay vô đây thử đúng không nè. À, chịu khó tính cái này một tí. À, chứ sao mà cái chỗ này người ta báo rằng đáp án D là đúng đây. Rồi tại x bằng trừ 1 phần 2 coi thử nó có phải không tiệm không không nha. Bây giờ ta chịu khó tính cái này nó ra là bao nhiêu. À, cái này nhẩm nhẩm chủ quan thì có căn này không biết nó có bằng không không. À, thế thì cái này ra bao nhiêu các em? Cái này nó sẽ ra là 5 này, căn này, cái này là bình phương 1 phần 4 cộng 6 là thành là 25, 25 phần 4 nha các em. Đó, rồi trừ cho cái này là thành 25 phần mấy, 25 phần 2, đúng chưa? Rồi, như vậy, đúng rồi, cái này tính nó bằng không thật. Như vậy là x bằng trừ 1 phần 2 này chưa chưa chắc là tiệm cận đứng, ta phải kiểm tra lại. Vì hồi nãy thì hiện chủ quan tính cái này tưởng đâu nó khác không, cái này tính ra đúng mà không thật. Như vậy thì ta phải tính cái lim này ra. Mà cái lim này ra thì để cho nó chắc ăn thì khi ta cho x dần về trừ 1 phần 2 nhé. Chỗ này ta cho x dần về trừ 1 phần 2 này. Rồi, ta coi thử cái giới hạn này nó có hữu hạn không. Thì có một cách đó là các em xách lấy tính các em bấm coi thứ nó hữu hạn không, còn cách thứ hai cho nó an toàn đó là các em phải dùng quy tắc L'Hôpital trong này cho nó nhanh này, để cái này đạo hàm nó ra là 12 gì, 12x bình này, rồi trừ cho 3 nhé, rồi cái này đạo hàm ra là thành 5 này, nhân cho u phải là 2, như vậy là còn lại là x chia cho căn của x bình phương cộng 6 thôi này, đó cộng 6 này, rồi cộng cho 1. Rồi các em thay cái 1 phần 2 này vô, trừ 1 phần 2 vô, trừ 1 phần 2 vô thì cái này nó ở trên tử này nó ra gì, coi thử dưới mẫu này nó có bằng không nữa không.
trừ 1 phần 2 vô thì cái này nó bằng bằng 12 nhân cho 1 phần 4 trừ cho 3, như vậy dưới mẫu là bằng 0 này, dưới mẫu là bằng 0 này. Rồi ở trên tử là mấy? Ở trên tử này nó sẽ bằng gì? 5 đây trừ trừ 1 phần 2 này, trừ 1 phần 2 này chia cho cái này thành căn của mấy? 1 phần 4 cộng 6 là 25 phần 4 đúng không? Như vậy là thành 5 phần 2 đó. Đây là 5 phần 2 này. Đó. Rồi. Rồi cộng cho 1. Đúng không? Cộng 1 thì nó ra mấy? Các em nhân nghịch đảo lên đây. Như vậy nó cũng là vô cùng mà. Nếu mà tính ra thì nó cũng vô cùng mà nhỉ. Đúng không? Như vậy cái trừ 1 phần 2 này là nghiệm kép rồi. Đây nha, nhân nghịch đảo lên đây là thành cái này nó cũng bằng 0, nhân lên đây thì nó là 2. 5 với 5 này là hết, ở điện tử cũng bằng 0 các em. Như vậy cái giới hạn này hơi rườm rà phức tạp đây. Đó, như vậy cái giới hạn này nó vẫn là 0 trên 0. Lại 0 trên 0 nữa. Như vậy ta phải chịu khó rút gọn cái này ra. Rút gọn cái này ra tiếp. Không đi không nữa phải dùng quy tắc L'Hôpital lần nữa thì nó ra bao nhiêu? Cái đây các em quy đồng lên thành 5x này. Căn x bình phương cộng 6. Đó, thầy đang rút gọn đó, đem chia cho gì? Chia cho căn của x bình phương cộng 6. Nha. Rồi nhân cho 12x bình phương trừ cho 3 nữa. Đây, tôi tính cái giới hạn này, giới hạn này vẫn không đi không khi x dần về trừ 1 phần 2. Cho nên ta lại đảo hàm cái này một lần nữa. Cái này khá là phức tạp. Đảo hàm một lần nữa thì cái này nó thành là 5 này. Cộng cho x chia căn này. Căn của x bình phương cộng 6 này. Từ đây thì chắc chắn là ra rồi vì cái nghiệm kia nghiệm kép phải đảo hàm thứ hai lần lận. Rồi, cái này chia cho thành là x chia cho căn của gì? X bình phương cộng 6 này. Đấy, lấy căn này. Đó này. Rồi nhân cho 12 x bình phương cộng trừ 3. Được chưa? Rồi cộng cho gì? Cộng cho căn của x bình phương cộng 6 này. Đấy. Nhân với gì? Nhân với cái này là 24x. Đấy. Rồi, bây giờ việc còn lại của các em là gì? Là lấy cái trừ 1 phần 2 này thay vô trong cái biểu thức tử và mẫu coi thứ nó có ra hữu hạn không. Thì chắc chắn trong trường hợp này khi ta thay cái trừ 1 phần 2 này vô trong cái biểu thức tử cũng như thay cái trừ 1 phần 2 này vô trong biểu thức mẫu thì nó sẽ ra một cái số hữu hạn, kết quả là hữu hạn. Khác không? Này, hữu hạn khác không nghe các em, vì nếu mà tính nhẩm nhẩm điện tử thì cái này nó là trừ 1 phần 2. Được chưa? Trừ 1 phần 2 với cái này là thành là 5 5 phần 2. Là thành mấy? Là cái này nó thành bao nhiêu? 5 phần 2 nữa là thành trừ 1 phần là thành trừ 1 phần 5 chứ. Cái này thành trừ 1 phần 5 mà trừ 1 phần 5 là ra số khác không này. Tương tự như vậy ở dưới này nó sẽ là trừ 1 phần 5, cái này cũng khác không, cái này cũng khác không này. Nói chung là dưới này thay vô cái trừ 1 phần 2 cái này khác không. Kết quả nó là hữu hạn khác không để kết luận rằng là cái đường x bằng trừ 1 phần 2 này không phải là tiền cận đứng. Như vậy trong cái bài toán này khi ta tính giới hạn khi x dần về trừ 1 phần 2 đó thì ta phải dùng quy tắc L'Hôpital hai lần. Đấy. Quy tắc L'Hôpital hai lần vô đây mà nó cũng không đi không nữa. Cái này đây vẫn không đi không này các em. Đấy. Rồi, cũng L'Hôpital lần nữa thì nó ra vào tứ đại thì nó không còn không còn không đi không nữa và kết quả ra hữu hạn để kết luận được rằng là đường x bằng trừ 1 phần 2 này không có tiền cận đứng. Vậy tóm lại cái đồ thị hàm số này nó chỉ có một cái tiền cận đứng đó là x bằng 1 và một cái tiệm cận ngang đó là x bằng y bằng 0. Nha. Và đáp án sẽ là cụ đề. Tính ra cái bài này cũng khá là phức tạp không? Việc tính toán giới hạn rất là mệt. Đó là hai cái dạng bài tập cơ bản đầu tiên trong cái việc đi tìm tìm cận đứng và tìm cận ngang thông qua cái kỹ thuật đi tính giới hạn của hàm số. Thì tiết học đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.